kính chào quý vị khán giả, thị trường châu Á tiếp tục là động lực cho tăng trưởng của các hãng sản xuất rượu châu Âu. Tờ Thời Báo ra tại Thụy Sĩ trong bài báo có tiêu đề “Rượu Vang Thụy Sĩ tấn công thị trường châu Á” có viết: trong lúc tiêu thụ vang nho đang sụt giảm ở tất cả các nước châu Âu, các nhà sản xuất rượu đang tìm kiếm những thị trường mới. Năm ngoái, một số hãng Thụy Sĩ đã tăng tần suất quảng bá sản phẩm tại Trung Quốc và Nhật Bản. Phải hướng tới xuất khẩu, đó là lời chủ một hãng rượu vang nói với phóng viên tờ báo. Châu Á đang được quan tâm đặc biệt. Thị trường quy mô lớn thì có Trung Quốc và Nhật Bản, thị trường tăng trưởng nhanh thì có Việt Nam. Một thống kê mà cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp công bố cho biết là tại Việt Nam, từ năm 2010, thị trường rượu vang và rượu mạnh tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm và xu hướng này vẫn sẽ được duy trì trong những năm tới đây. Cơ quan này nhấn mạnh với các nhà sản xuất rượu của Pháp rằng ở Việt Nam là một trong những thị trường rượu năng động nhất của châu Á. 77% nam giới và 11% nữ giới uống rượu. Và rằng ở Việt Nam, người tiêu dùng miền Bắc thì thích rượu gạo và whisky, còn người miền Nam thì ưa chuộng bia, rượu gạo và cô nhắc. Ngành sản xuất rượu châu Âu giờ đây lệ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu. Tờ tiếng vang của Pháp trong một bài báo ngắn lại một năm tăng trưởng nữa đối với dòng cô nhắc. Có đoạn viết, 2018 đã là năm thứ tư liên tiếp xuất khẩu cô nhắc tăng mức tăng năm ngoái là 3,5% về lượng và 2% về giá trị. Trong khi trên thị trường châu Âu thì lại sụt giảm 5,3% về lượng và giảm 2,2% về giá trị. Thì bây giờ thì nước Pháp xuất khẩu tới 98% tổng số lượng rượu vang sản xuất được, chủ yếu là sang Mỹ, tiếp đó là Singapore và Trung Quốc thì và tất nhiên là cả Việt Nam. Một dòng rượu mạnh khác là whisky, bây giờ cũng trông chờ chủ yếu vào thị trường châu Á. Tờ Thời báo Ireland có bài về tham vọng của các nhà sản xuất whisky nước này trước nhận định châu Á là một trong những động lực lớn nhất cho whisky Ireland trong 5-10 năm tới đây. Ngoài mục tiêu bán thêm được hàng vào châu Á thì Ireland còn muốn dùng thị trường châu Á để giảm lệ thuộc vào thị trường Mỹ. Trước Tết cổ truyền, thị trường ở nhiều nước châu Á sôi động, nhu cầu rượu ngoại đủ các loại tăng mạnh nhất là vào thời điểm này. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu tuần qua lê hồng quang phóng viên truyền hình việt nam từ geneva thụy sĩ